Thời gian gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện các trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Cụ thể, chiều ngày 10 tháng 2, bà Lê Thái Thanh Huyền, trạm trưởng trạm y tế thị trấn Hương Khê, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 2, người dân trú tại địa bàn tổ dân phố 10 đã phát hiện một bé trai sơ sinh, sức khỏe ổn định, cân nặng khoảng 3,2 kg bị bỏ rơi trước cổng nhà. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương, công an thị trấn phối hợp trạm y tế thị trấn, ban mặt trận tổ dân phố 10 tới kiểm tra. Trước mắt tạm thời giao bé cho người dân trên địa bàn chăm sóc, đồng thời thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trước đó, tối ngày 9 tháng 2, người dân ở xã Sơn Hồng cũng phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng hơn một ngày tuổi bị bỏ rơi tại tuyến đường trục liên xã ở xã Sơn Hồng. Trước đó, trong tháng 1 năm 2023, người dân ở xã Sơn Tây, huyện miền núi Hương Sơn và ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cũng phát hiện hai trường hợp bé gái sơ sinh cân nặng khoảng 2,4 kg và khoảng 3 kg, sức khỏe ổn định bị bỏ rơi trên địa bàn. Ngày 10 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nhan Thị Kiều Anh, 32 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, Anh đã tổ chức khui 30 dây hụi cho nhiều người tham gia. Trong đó, Anh ghi khống tên nhiều người tham gia chơi 106 phần hụi để hốt hụi, chiếm đoạt số tiền trên 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình khui hụi, Anh còn lấy 218 phần hụi của các hụi viên khác để hốt hụi, chiếm đoạt số tiền trên 11,1 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ với phần xét hỏi các bị cáo. Trong phần trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch hội đồng sáng lập tập đoàn Hành Trình Thành Công Mới NSG Group, thừa nhận vai trò cầm đầu và chủ mưu, nhưng cho rằng cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có một số điểm chưa đúng. Bị cáo Nga khai không biết ông Võ Thành Thống, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, có chỉ đạo gì cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc đưa số tiền 3 tỷ đồng cho bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, cựu Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ và 200 triệu đồng cho Sở Y tế Cần Thơ, bị cáo Nga phủ nhận. Việc nhờ bị cáo Nguyễn Viết Hồng, cựu Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Tây công ty NSG, rút đưa 3 tỷ đồng là để mang đi Côn Đảo. Lý do mang nhiều tiền đi là do bị cáo có công ty bất động sản và muốn tham gia đầu tư dự án ở Côn Đảo. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Sở Y tế thành phố Cần Thơ là chủ đầu tư 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tim và Bệnh viện Nhi. Các bị cáo Nga, Phi, Chu cùng một số người khác thông đồng để can thiệp vào hoạt động đấu thầu. Qua đó, nhóm này đã giúp công ty NSG, công ty Bình An của bị cáo Nga, trúng các gói thầu trên với giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 32,6 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ xe ô tô tải biển đỏ gây tai nạn cho cơ quan điều tra quân khu 5 thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2, ô tô tải mang biển số KV8250 màu đỏ do Đại úy Nguyễn Văn Niềm, 49 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, công tác tại Trung đoàn Vận tải 655, Cục Hậu Cần, Quân khu 5 cầm lái. Khi đến đoạn qua thôn Võ Tánh 1, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, ô tô tải va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Lựa cầm lái, chạy cùng chiều phía trước, khiến ông Lựa ngã ra đường, bị thương. Sau va chạm, ô tô tải biển đỏ không dừng lại mà vẫn tiếp tục di chuyển. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu tài xế Niềm khai không biết đã gây ra tai nạn và đi theo đoàn để thực hiện nhiệm vụ. Khi đến tỉnh Ninh Thuận mới biết vụ việc, nhưng do nhiệm vụ gấp nên tiếp tục đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Lúc quay về đã đến công an thị xã Ninh Hòa trình diện. Chiều ngày 10 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy bắt quả tang nhóm đối tượng tại số 1155 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề. Người ghi trực tiếp là Võ Thị Bích Thủy, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, mỗi lần ghi với số tiền từ 40.000 đồng đến 2 triệu 900.000 đồng. Tang vật thu giữ gồm 17 triệu 560 ngàn đồng, 6 điện thoại di động, 17 phơi đề và nhiều dữ liệu điện tử khác. Tại cơ quan công an, đối tượng Võ Thị Bích Thủy khai nhận,
sau khi nhận tiền đặt cược của khách sẽ tập hợp gửi qua Zalo cho Lê Thị Ngọc Giàu, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính. Tại thời điểm kiểm tra, Thủy đã nhận 21.619.800 đồng tiền cược lô đề. Lê Thị Ngọc Giàu cầm đầu đã nhận nhiều lượt đánh bạc tạm tính trên phôi đề hơn 200 triệu đồng một ngày. Ước tính trong một tháng, nhóm đối tượng này tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề lên đến hơn 6 tỷ đồng.